Alo, thân chào quý vị và các bạn. Hôm qua mình có đi ve chai, mua được cái một số món đồ. Hôm nay ở nhà buồn không có chuyện làm. Giới thiệu với mấy bạn coi chơi cho đỡ buồn trong cái mùa dịch này. Nếu như ai mà cảm thấy mà thích thú ve chai như mình thì hãy xem cho mình một lượt đăng ký, một like. Còn được nữa thì hãy chia sẻ cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu từng món cho các bạn coi ha. Các bạn chờ mình chút. Cái món đồ đầu tiên mình muốn giới thiệu với mấy bạn đó là một cái máy hát nhạc. Cái máy này quá đẹp luôn, sức tùm lơ tùm lum hết trơn rồi mấy bạn. Cái này là cái người ta cũng chế cái sạc gì đây nè, mình gắn vô đây. Máy hát nhạc, máy này sửa lại ngon lành. Ô, còn kêu kịch kịch luôn nè. Máy hát nhạc hay là gì mình không biết nữa, không có chủ game gì hết trơn á, chỉ mở lên kêu kịch kịch nè, bạn nghe không? Đó. Nè, hai cái loa này không biết mình xài được không nữa. Này là gì? Này không có gì hết trơn. Ngắt luôn rồi, mình để đây một cái máy hát nhạc quá đẹp, nhìn kiểu dáng quá đẹp. Thiết bị thứ hai mình mua được đó là một cái này ve chai nung quýt mấy bạn ơi, ta có đi mua đâu mà ta cái băm hết trơn à, xài được cái loa này quá. Cái radio 170.000. Thiết bị thứ ba đó là một cái ổ cứng SATA 80G hiệu Sagay. Không biết cái này còn xài được không nữa. Lắc thì nó kêu kịch kịch rồi nè. Mà phần lớn là nó sẽ hư, người ta mới bỏ. Nhưng mà biết đâu mình có hên, nhiều khi hên hên sao. Nhiều khi bữa nào đó ông thằng Tài, ông thổ địa, ông thằng Tài thổ địa, ông thương mình, ổng cho mình được một bữa thật là ngon lành canh đào làm sao, cái đó ai đâu biết trước được, đúng không nè. Rồi để đây đi, từ từ mình sẽ kiểm tra đó. Tiếp theo nữa là mình được một cái đèn. Cái đèn này có còn lên không? Ít còn lên rồi mấy bạn. Ô, còn lên nè, sáng luôn. Ô, đèn vừa lên rồi cũng kêu luôn nè, sáng này. Tao mình tắt thử cái đèn này coi. Còn sáng cũng còn được cái à. Ok. Ngon à. Nhưng mà nó kêu lụp cập ở bên trong rồi nè. Đèn còn lên luôn, một cái đèn quá ngon. Ok. Hôm trước mình đã giới thiệu với các bạn đó là cũng được hai cái đèn này nè. Đây là hai cái đèn không lên. Không có lên nữa là đậu xanh đậu phộng gì hết trơn. Đây nè, rung bà rung câm nín, anh chỉ biết câm nín, nghe tiếng em khóc này cũng vậy, rung bà rung không có cái gì mà vui vẻ hết trơn. Nhưng mà hôm nay lại mai nghe mấy bạn, đèn này lại lên. Nói bạn nghe chứ ngày qua mình thử là nó lên rồi. Lên rồi mình mới lấy chứ. Đấy đó. Các bạn biết cái này là gì không? Thấy nó dài dài, tưởng đâu là súng mà cạnh 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 cạnh. Không phải đâu, cái này là cái quạt các bạn ơi. Quạt này xài đây nè, cái chui ghim nó là gì nè. Cái này nó nằm thục lúc trong luôn rồi. Sao mà nằm sâu trong chứ gì không? Chắc có cái nắp á, sức đau mắt. Mình thử cái đèn này, cái quạt này mà thích cái quạt này, mình thấy thích. Quạt này mình cũng chưa thử nữa, giờ mới thử luôn. Coi chơi cho vui nha. Rồi, ghim điện vô lên. Mình ghim vô. Gì đâu?
đây cấp điện 5V. Xem ru gì quay cái máy cái gì bật lên bật xuống cái công tắc đó ra đây đợi mình chút cái kéo luôn bật thường thì máy này nó hư có hư công tắc lắm em ạ. Rồi xem ru luôn. Đẩy nhiệt tình luôn mà nó vẫn không lên mấy bạn ơi. Đánh cái vui cái em nổi một em nữa ra quy số có nghĩa là không lên rồi đó mấy bạn ơi. Rồi không lên thôi, đây để đây tạm thời để con dê nó qua một bên có cái thử nữa mấy bạn, có cái xài tới nó nữa. Đó là gì? Đó là một cái hát nhạc, máy hát nhạc. Ôi trời ơi, nó dơ. Bây giờ mình có duyên với mấy cái máy này quá. Nặng à, cũng nặng à. Cái này nó có hiệu Remax nè, Mắt in gì ta? Mai gì chứ không phải mắt in mấy bạn ơi, lộn à. Rồi kệ nó đi. Con bật nó lên không? Im quá, im à. Quá im. Mà nó im á mấy bạn, im du luôn á. Im du và du luôn. Im du luôn. Cách làm tiếp theo. Kim điện và lấy thẻ nhớ. Đây, thẻ nhớ. Đây. Kim điện vô. Cái này nó xài cái cổng micro USB. À nghe cái cách rồi đó. Có nghe cái ủa cái này là cái nó nói cái giọng này là nó là cái loa Bluetooth mấy bạn ơi. Nhưng mà nó có cái giọng hát thể nhớ luôn. Ồ cái này yêu ok rồi nghe. Cái máy hát nhạc này ngon à, đầu gắn vô coi. Ê, có khi nào gắn vô xong rồi lấy cái thẻ ra không được không mấy bạn? Mình sợ quá, gắn vô rồi xong rồi dính luôn. À, dễ mà lấy ra không được thì mình lấy cái búa mình đập cái máy này. Xong rồi mình lấy cái thẻ nhớ ra. Rồi, music hát coi. Đó, hát được. Oh, wow. Rồi, hát được. Cái này nét là này quá. Ở đây đó đó được hát được đó đó ý gúp ra còn hát nè à. Như sạc pin hát được xài được yeah ok man ê hát hoài đắc mấy bạn biết sao mà mình được cái máy này không, tại vì hôm trước cơ năm ngoái mình có đi hụ gươm á, đi ra ngoài Hà Nội đi hụ gươm lâm được gùa bỏ bởi bị mà nó chưa có hên, tới ngày hôm nay nó mới hên được cái máy này. Thì đây dẹp cái thẻ nhớ cho nó an toàn. Rồi cái bị tiếp theo đó là mình mua được một cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là cái đồng hồ cơ nè. Cái đồng hồ này xài sao ta? Sao thấy không lên gì chơi này? Hả? Khoan để lấy cái vít tháo ra luôn coi. Này tháo đây quá. Nhảy không có chân mà nó cũng nhảy được. Này hay. Đây bên trong. Đây để xài pin hết ra. Ấy xài hai cục pin. Mắc hai cục pin chỗ này rồi. Kiếm hai cục pin gắn vô chơi coi. Ôi, nãy giờ chạy kiếm sức mồ hôi được mới có được cục pin rồi mấy bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hy vọng là gùa nó sẽ phát huy tác dụng nữa nha mấy bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử coi.
thì cái bản mạch thì nó cũng cái lỗi cái bản mạch ý bản mạch thì nó cũng tốt lắm à, biết sao nữa. Rồi cộng trừ nhân chia này, cộng này trừ im lát tào lao cháy nổ luôn báo. Ê, xong vô ta đây này xài ba bon ông nội ơi, đóng ngược lại đóng khéo lên đường á. Rồi thấy nó di chuyển gì trên gì ta, ta đồng hồ này biết xài sao không? Lấy đồng hồ mình coi, đồng hồ mình mới đây. Có 2 giây này coi. Này đỏ nè, này đen. Vô không? Rồi tào lao luôn rồi. Không được. Không được rồi các bạn ơi. Lấy thử cộng dây của đồng hồ này coi. Đó. Rồi cái lỗ này thì nó nhỏ chiếu bị chiêu, sọt không vô được nữa. Cái chỗ thông mạch đâu rồi ta? Nào là thông mạch đâu. Kêu nè. Thấy chưa? Thấy cái gì chưa? Kêu nè. Đó, bây giờ đo von coi, bây giờ mình kiếm cục DC nè, DC 10V nè, DC 10V. Lấy cái cộng dây sạc điện thoại của mình nè. À, cộng dây sạc điện thoại ghim vô. Đấy, đo. Cái này là 4,5V hoặc từ 4,5V tới 5V lên là coi như là cho một tràng pháo tay nhé. Dạ. Đi kè nó lên kìa. Ủa mà đọc sao ta? 4,8, 4,9 gì đó, còn 10V còn 5V. DC đó, dòng DC nè các bạn nè, 2 nè, 4 nè, gần 5 nè. Ok. Quá mừng. Cho một tràng pháo tay đi, hãy cho mình một like đi. Được cái đồng hồ này cũng ngon rồi. Cười cái nghe, mấy bạn đừng có cười mình nhé. Đó. Con làm chưa? Trời ơi, gắn vô luôn. Gắn vô. Hai cục pin hả? Gắn vô đi, mua hai cái camera, mua hai cái que. Gắn vô là được. Còn quá. Đó. Biết sao tao bỏ nữa, nhờ tao bỏ mình mới có được. Chúng ta sẽ tiến hành một cái gì đó là tắm cho nó, lau chùi sạch sẽ cho nó. Giờ chúng ta sẽ xài thôi đồng hồ. Mình tính mua đồng hồ này à, bây giờ tự nhiên được cái đồng hồ luôn, quá đã. Thiết bị tiếp theo đó là cái này, mấy bạn biết không? Biết mấy bạn, mình không biết rồi đó, mấy bạn biết không? À, có cái chữ hền, máy đưa dẫn. Rồi, máy đưa dẫn, dẹp này trước đi. Máy đưa dẫn này cấp điện vô đây nè, mà không để máy von trên á. Mình cần chi biết máy von, bởi vì nó bán luôn cái người ta bán rất là tốt luôn, ta bán luôn cái này nè. Rồi quá giờ mấy bạn ơi, đây nè, bán luôn cái này nè, máy đưa dẫn nè, radar nè, đưa được trẻ em và người lớn luôn, điều chỉnh tốc độ. Rồi bây giờ mình ghim cho thử, ghim điện vô, đó, khoan để mình đo coi cái đầu này nó có von không mấy bạn. Quan trọng là cái máy này là cái biến áp, cái này là cái gọi là cái cục biến áp, này là biến áp nè, nó còn điện không á, nó còn xài được không á, này, đo nè, để đây, đó. Đồng hồ à, không phải 5V à, 10V nó nhảy cái gì vậy?
sao nó nhảy lộn xộn hết trơn rồi. Mở, chưa mở lên nhảy rồi. Rồi mở lên đó. Nhà mình gần đường hơi ồn, mấy bạn thông cảm cho mình nha. Đó, bốn con nè, cháy nè, đèn cháy nè. Rồi, các bạn thấy nè, đèn nó cháy nè. Đồng hồ nó nhảy lên ra là được 4 con gửi nè. 9 von nè. Và mát của nó là 12 von. Mát của nó là 12 von các bạn. À, vậy là con biến áp này nói chung là nó còn tốt. Con biến áp này còn tốt nè, đo lại mấy bạn coi nè. Để thôi các bạn nói mình là đây đây đây. 12 von nè. Điều chỉnh nè. 9 nè. 4 von, nhỏ nhất là 4 con gửi. À, cục này cũng ngon quá ta. Cục này tự nhiên nhìn cái cục này mà mình suy nghĩ ra nhiều cái, nó làm cái cục biến áp. Không đưa dẫn được thì lấy nó xài làm biến áp luôn. Biến áp luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cái này. Này chúng ta sẽ đóng đóng này vô tường hết ta. Cái này là làm sao ta? Này đóng hai này vô tường ha. Móc cái móc cái chỗ cái dẫn vô đây hả? Sao nó mòn dữ vậy mấy ông? Cái dẫn này chắc người ta đưa chắc cũng tét mấy cái dẫn hay gì rồi nè. Nhà mình đâu có con nít đâu đưa. Rồi. Ê, ê, nó quay kìa, nó quay kìa. Ủa sao mà nó quay cũng giống như tai biến vậy. Rồi, dặn này lên, dặn này lên. Ồ, dặn hết ga nó cũng vậy mấy bạn, sao kỳ quá bạn. Mình dặn cái này mát cút luôn à. Mà nó đưa cũng giống như tai biến vậy. Rồi nó đưa gì, rồi nó đưa cho ai ta, nó đưa làm sao. Cái này mình ngủ mà nó đưa cái này nó lắc mình thức luôn á. Này chắc là có chức năng là đánh thức người ngủ nè. Chứ không phải là lễ đâu. Hỏng à. Hỏng ta mới bỏ chứ. Trời. Công nhận quay như vậy mới gọi là quay nè. Ghê thiệt. Mình sợ cái đồ đưa giống này thiệt. Nhưng mà mình cũng mua được một món đồ nữa. Ok rồi. Cho nó qua một bên. Cái này đối với mình thì không ngon lắm. Tại vì mình đâu biết sửa cái này đâu. Nhưng mà thấy thì cũng lụm luôn. Món đồ tiếp theo mình muốn giới thiệu với bạn đó là gì mấy bạn biết không? Tự nha, to nha, cái này rất là to nha. To nhưng mà giá trị thấp. Đó là cây quạt. Cây quạt này dùng để quạt laptop. Cái này mua khoảng 50 ngàn mới. Chút lum hết trơn. Quan trọng là nó còn chạy hay là không đó. Cái đây là cái quạt này. Cái chổi than của nó, quạt không chổi than cho nên là ít hư lắm. USB cái motor hư gọi game nha. Bảo đảm chạy luôn á. Không chạy rồi. Kỳ đó. Mới nói xong chạy mà. Xong chạy được đó. Chạy các bạn. Làm quá rồi. Trời ơi cái cổng USB của nó kìa. Bây giờ mình còn cái phương pháp nữa là mình lấy cái. Nhiều khi chúng may quậy mình à. À, nhiều khi là cái chỗ USB đó nó hỏng không chừng nữa. Bây giờ mình sẽ ghim cái đuôi ghim thần thánh của mình vô nè. Thử bằng cái cách này. Cách này nó mà không được nó thì thôi rồi vít thì vừa rồi. Người ta vít thì nó cũng có. Chắc không chạy luôn các bạn ơi. Là khẳng định của mình đó. Xàm à. Rồi cho qua một bên. Món đồ cuối cùng của mình đó là vẫn là quạt nữa mấy bạn. Đó là một cái cây quạt. Nhưng mà cây quạt này cây quạt gọi là quạt bóc phanh. Bóc phanh. Cây quạt này tôi để lâu rồi nè. Mình thấy mua 20 ngàn cây quạt. Lát nữa mình sẽ rửa lại. Cái quạt này mình cái đầu tiên mình nhận định đó là nó đứt dây điện. Mình đã từng mua hai cái quạt y chang vậy luôn nhưng mà cái hiệu không phải gì, hiệu Senco, hiệu này hiệu tốt không phải dở luôn. Mua hai cái quạt gì luôn. Xài được hết trơn, mình mua có một cây Senco giống gì luôn. Ok lắm á, cái quạt này là cái quạt thứ hai, cái quạt Senco thứ hai mình mua được. Đứt dây. Rồi, thì ngày hôm nay mình đi chai mua được mấy món đồ đó. Chia sẻ với bạn vui chơi. Nè, mình nói không làm là mình mua cái quạt mình thử rồi xài luôn mình đó.
đây nè, cây quạt này mình mua hiệp cây nè, dài cây Senko ở dưới nhà, ok xài được luôn. Mình tháo này ra, rồi vậy thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ với bạn những cái mà mình mua được, mong rằng quý vị sẽ đỡ buồn trong một cái giờ cái dịch này ha. Thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mấy bạn trong các video clip sau. Bye bye.